Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Crypto FX. Tiếp tục tham gia thử nghiệm các bạn nha, testnet. Kèo hôm nay vẫn là ở trên mạng Avalanche Fuji test, mạng thử nghiệm ha, tham gia hoàn toàn miễn phí. Và đây là trang dự án, nó là một cái Loba, bệ phóng Loba và nền tảng Staking ở trên mạng Avax thôi. Và đồng thời hiện tại mình thấy thông tin thì nó cũng có đang liên kết với mạng Nun các bạn nha, Nun. Thì kèo này tham gia hoàn toàn free. Về thông tin erp thì dự án không có thông báo, nhưng mà mình thấy đây một kèo khá là tiềm năng và thao tác thì cũng rất là dễ dàng, 5 phút là xong thôi, nên anh em tham khảo ha, thích thì làm. Và đặc biệt những cái kèo mà nó không có thông tin erp như vậy thì mình rất là thích các bạn. Một là mất thời gian thôi đúng không, chứ không mất gì cả. Hai là phần thưởng nó sẽ lớn hơn so với những kèo có thông tin erp, vì khi có thông tin erp thì rất là nhiều người tham gia đúng không, quỹ thưởng nó bị chia 5 sẽ 7. Còn những kèo như vậy thì đột xuất á, nó tương tự như retro vậy đó các bạn, thì phần thưởng sẽ mặn mà hơn ha, nếu có. Còn trường hợp không có thì mình sẽ bị mất gì, mất thời gian thôi đúng không. Nhưng mà so với thời điểm hiện tại thì mình đâu còn gì để mất nữa đâu, đô bị mất hết rồi, dip hết rồi, chỉ còn thời gian thôi đúng không. Thời gian đánh đổi lại mà không chịu mất thời gian nữa thì thua, xuân về sẽ không có cái gì đâu để bán. Rồi ok, tham gia kèo này thì nó có một cái đường link để hướng dẫn mọi người, mình có đặt đường link này ở trong phần mô tả video. Còn bây giờ thì mình làm luôn trực tiếp nhanh gọn. Như các bạn thấy thì nó chỉ có 4 mục thôi. Thứ nhất là single staking nè, và các bạn đặt cọc riêng lẻ. Cái thứ hai là earn, cái thứ ba farming và cái thứ tư là Loba. Tuy nhiên hai mục cuối thì nó chưa có đi vào hoạt động ở trên mạng test. Thì bây giờ mình chỉ tham gia hai mục này thôi đúng không? Thứ nhất là start và thứ hai là earn. Tiến hành tương tự, sử dụng trình channel.org để thêm mạng vào ví. Ví ở đây mình sử dụng là ví Meta các bạn nha. Mạng là mạng gì? Mạng Avax test. Bật cái phần testnet lên nè, Fuji testnet ha. Thêm vào. Cái này mình thêm rồi. Thôi bỏ qua. Connect ví. Vẫn như thường lệ. Cần cái gì? Cần những đồng coin và token trên mạng thử nghiệm để mình có thể tham gia. Thì tại cái mục dấu setting này các bạn chọn vào. Bạn nào chưa có ga Avax thì bấm vào file set để vòi cái đồng Avax làm phí ga ha, dán địa chỉ ví vào request và chờ 1-2 phút sẽ nhận được cái đồng Avax. Tiếp đến chúng ta vòi thêm cái đồng ZNS. Đây là mã thông báo của thằng Janet khi đi vào mainnet các bạn nha. Và kèo này nó có phát hành token đấy. Còn erp hay không là chuyện khác đúng không? Vòi. Các bạn lưu ý ha, bắt buộc phải có ga Avax các bạn mới vòi được cái đồng Janet này. Tại vòi thì mình phải xác nhận trên ví cần phí ga. Rồi sau khi vòi thì đợi khoảng vài giây để cho cái đồng ZNS này nó gửi vô ví của mình, rồi sau đó mình tham gia thôi. Tham gia bắt đầu từ đâu? Hai mục start và earn. Làm mục start trước, start và đặt cọc đó ha. Đây nó đã gửi cho mình 990 đồng Janet. Tại cái mục start này bấm ha, rồi đặt cọc bao nhiêu? 500 đồng thôi. Approve. Công việc của mình là gì bạn? Đặt cọc thì phải tháo đặt cọc ha. Đây, đặt cọc xong thì qua mục earn start để tháo. Bước này là bước approve thôi các bạn. Đợi nó xác nhận ở trên mạng lưới xong rồi mình mới có thể đặt cọc. Đây, hiện tại vẫn còn approve nè, một lát nữa nó sẽ chuyển qua cái mục start. Cho lót vậy đi. Mạng lưới vẫn đang xác nhận thôi. Rồi trong thời gian chờ đợi mình đi approve hết đi các bạn ha, qua mục earn nè để tiết kiệm thời gian. Vô mục start, earn Avax, approve. Approve trước đi, một lát nữa mình sẽ giải thích từng công đoạn sau, làm cho nó nhanh gọn. Rồi quay lại về mục earn, chuyển qua mục earn Janet, approve tiếp để khỏi phải chờ chứ không có gì. Rồi quay về mục start ban đầu, hồi nãy là đã approve thành công rồi đúng không? Bây giờ nó chuyển qua là start nè, nhập số lượng muốn đặt cọc 500, start, xong đúng không? Xác nhận lần nữa. Đặt cọc xong thì mình sẽ tháo đặt cọc, nói chung làm cho đủ bước thôi. Thì qua mục earn start các bạn nha. Hồi nãy mình đặt cọc là 500 đồng đúng không, thì bây giờ mình gỡ ra mình rút lại 10 đồng thôi, làm cho có vậy mà. Unstart, confirm. Các bạn lưu ý ha, sau này khi đi vào mainnet á, các bạn để ý cái khoản phí nè, các bạn đặt cọc vô mà chưa hết cái hạn đặt cọc mà các bạn muốn rút tiền ra thì sẽ mất một khoản phí nhất định. Hiện tại ở trên mạng thử nghiệm là 10% các bạn ha, confirm 10% trên cái khoản mà mình rút ra thôi. Làm thì nó dễ, mỗi tội ngồi chờ xác nhận mạng lưới này kia lâu thôi. Rồi xong mục start và unstart đã hoàn tất. Bây giờ chuyển lại cái mục ên lúc ban đầu á các bạn, thì mình đã approve rồi đúng không. Bây giờ mình vô mình nạp cái đồng Janet này vô. Giải thích sơn cái về mục start để giải thích cho mọi người nè. Ban đầu mình vòi cái đồng Janet đúng không, và ZNS, nhưng mà khi các bạn staking á, các bạn đặt cọc vào cái đồng Janet này vô á, thì nó sẽ biến thành cái đồng XGNS, thì dạng như là nó mã hóa thôi ha, nó chuyển về cái đồng XGNS. Thì bây giờ mình sử dụng cái đồng XGNS mà các bạn đã nạp vô ở cái bước start này đó, các bạn chuyển qua cái mục earn để các bạn kiếm tiền đó. Có nghĩa là khi các bạn đặt cọc nè, tại cái mục đặt cọc này các bạn không có thu hoạch được cái gì hết, đặt cọc giống như bỏ vô ví gửi vô đó nhưng mà không có lãi suất gì hết. Chuyển qua mục earn chúng ta mới có thể kiếm tiền được từ cái số Janet mà chúng ta đã nạp vô. Thì nó có hai mục kiếm cho các bạn. Thứ nhất là mục earn Avax, là sử dụng cái đồng XGNS để kiếm cái đồng Avax vô một staking. Hồi nãy là bao nhiêu, 500 đúng không, 500, nhưng mà mình rút ra mình bị trừ phí nè, còn 400 mấy nè. Bây giờ tôi sẽ đặt 200 để tôi đặt cọc vô để tôi nhận cái lãi là gì, là cái đồng Avax, nói vậy thôi. Rồi trong thời gian chờ mạng lưới xác nhận thì mình quay về một earn tiếp, đặt cọc đồng ZNS để nhận tiếp ZNS 200 nữa đi ha. Đặt cọc, xác nhận. Rồi tiếp tục quay về một earn, chờ thôi, ngồi chờ luôn cũng được nhưng mà nó hơi lâu các bạn. Giờ quay về, hồi nãy mình đã nạp cái đồng ZNS vô cái earn Avax rồi, thì bây giờ mình lại đây mình kiểm tra thôi. Đây, đã nạp được 200 các bạn ha. Mình sẽ chuyển qua một earn start nè để làm cho đủ bước. Nạp vô rồi thì rút ra đúng không? Và tại bước này các bạn thấy nó có thêm cái mục thu hoạch nè, là do các bạn đặt cọc cái đồng XGNS này để nhận cái đồng Avax. Thì bây giờ mình thu hoạch ha, bấm vô Harvest để thu hoạch. Nói chung tham gia testnet thì cái mục nào mà nó xanh đó, nó cho bấm thì cứ bấm các bạn ha, không có vấn đề gì đâu. Rồi sẵn đây thì thêm cái rút cái thằng ZNS ra luôn. Hồi nãy là đã đặt cọc rồi, bây giờ không đặt cọc nữa đúng không. Hồi nãy mình đặt cọc là 200, bây giờ mình rút ra 10 thôi, làm cho đủ bước đó mà. Tại bước này thì các bạn rút ra hoàn toàn miễn phí, không có tốn phí gì hết. Từ đó suy ra làm sao? À không các bạn, cũng vậy à. Tại vì khi các bạn rút ở bước này thì nó số tiền mà mình rút đó, nó sẽ chạy về ở trong cái pool start ban đầu, và từ pool start ban đầu mình rút ra nó sẽ tốn tiền. Tương tự như vậy, quay về với cái pool earn Janet. Hồi nãy cũng đặt cọc 200 đúng không? Thì bây giờ thu hoạch nè, vô một earn start, thu hoạch nè ha. Xác nhận. Rồi sẵn đây rút ra, rút 10 đồng hay 50 đồng cũng được, thôi 50 đồng đi ha. Unstart, xác nhận kinh phí, xong. Như vậy mà coi như hoàn tất cái phần testnet ở trên Janet các bạn nha. Anh em có thể thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ các bạn có thể quay về cái mục start nè, đúng không? Nạp tiếp cái đồng Janet ban đầu mình vội được vô, hồi sớm mình xài mới có 500 đúng không, còn 400 mấy nè. Thích thì nạp vô tiếp, sau đó qua một earn làm tương tự như vậy, làm thao tác lặp đi lại nhiều lần để tăng cơ hội nhận được erp nếu có ha. Nó chỉ vậy thôi đó. Sắp tới cái mục farming và Loba này nó mở thì anh em vô thao tác tiếp luôn nếu mà nhớ. Còn không nữa thì các bạn nếu mà có thắc mắc gì nữa thì các bạn comment ở trên YouTube, nếu mà nó mở thì mình sẽ làm tiếp video để chia sẻ cho mọi người nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Trong quá trình thao tác còn gặp vấn đề gì thì các bạn để lại comment, tham gia Telegram để chat chít cho rơm rã các bạn nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.